10 triệu. 10 triệu á? Ui. Đã thế. Nhưng cái diều nào mà cõng cái này với á? Mua à? Hả? Đọc rồi anh ạ. Trên là bé quá. Đấy kia cái trên này phải ra tầm này nó mới kêu rồi. Dòng này là không mất. Bộ sáo là chỉ 5. Yes, cái mắt này nó bé quá, không kêu được. Bé quá. Ngày xưa anh có bộ 13 ấy, nhưng mà cái bé nhất là bằng này rồi. Nhưng ống chỉ bằng này thôi. Anh nhưng mà dài bằng này rồi, kêu như anh chuông rồi. Anh còn chưa nhìn thấy thể loại nó một kinh khủng đấy. Không, nhưng mà nó kêu như chuông cơ. Chuông như có cái gì. Qua em không thích chuông. Nó dài, cơ bản nó bé nhưng nó dài. Bé là ngắn nó kêu ấy. Không, nếu mà dài nó đầu như vậy không ra chuông. Đó cái đầu ấy. Bố chưa về. Bố rồi. Bố chưa về. Không kêu được. Không đi làm đâu. Cái này mà đợi dông bão thì bông đi gần dưới rồi to. Hôm qua lên rồi nhưng mà nó bé. Gió này giờ lên được. Lên được. Không lên được. Lên được. Nhiều giờ nó có thế nhỉ. Cái này to hay không? Nhiều giờ khỏe lắm. Cái này thì cứ để trong nhà nó làm cảnh có. Mua về để đắm lên mà. Ra đồng nữa, bắt ra kêu đi. Cẩn thận đâm cột điện nhá. Cẩn thận cột điện nhá. Không kêu luôn. Phải chạy hết đồng mới kêu à. Thank you.
đi nhanh quá. Máy trưởng trông non chỗ này là sướng nhà. Đau đầu dân làng. Đi về cất.